hai đứa là từ cái đợt đi khâu đau ấy là mới gặp được Hiếu. Gặp được Hiếu. Em thì em cũng biết Hiếu từ thi Việt Nam Idol. Nghe nói là Bác Lãng còn tạo một cái group nhắn tin mà để bình chọn cho Trọng Hiếu đúng không? Đúng rồi. Bác huy động cả một cái gian của bác. Thì cái lúc mà Hiếu được combo là quán quân rồi, nguyên đám tụi em ôm nhau mà khóc quá trời khóc luôn. Hiếu biết quan tâm đến fan, lại Hiếu thấy Hiếu cảm giác Hiếu sống cũng tình cảm. Cho nên là em tự nhiên em cứ đi theo hoài vậy. Trong suốt thời gian qua là Hiếu là một phần động lực của em rất là nhiều. Vì nhìn những gì anh Hiếu làm thì em biết là mình phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được những gì mà mình mong muốn. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt và Hiếu có hẹn với rất nhiều người phụ nữ như thế. Mọi người hãy follow me. Nắng mưa trên trời cạn những bờ cát, cũng như con thuyền cạn biển để ra khơi. Những con phố cần hàng xe đi vội vã để anh đưa em về tận cửa nhà. Dù cuộc đời bao khó khăn thì trên môi em vẫn luôn mỉm cười. Tình yêu em trao đến cho mọi người đó. I don't know. Ông trời đây lạc em ở đây lâu chưa mày, lâu chưa mày. You know. Kể chờ mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Tin anh này. Cause girl I need, I need, I need you so. I need, I need, I need you so. Girl you know. Có em thì anh sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng là gì. Yeah. Muốn đi câu thì ai cũng cần thính, nhưng muốn câu em thì anh cần là chính mình. Yeah. Dù cuộc đời bao khó khăn thì trên môi em vẫn luôn mỉm cười. Tình yêu em trao đến cho mọi người chẳng đắn đo. I don't know. Ông trời đây lạc em ở đây lâu chưa mày, lâu chưa mày. Mày bạn ăn ngon lắm. You know. Cái trời mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Tin anh này. Cause girl I need, I need, I need you so. I need, I need, I need you so. Girl you know. Không có em thì anh sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng là gì. Đàn ông vượt núi lấp biển, dù cho sóng gió không ai vẫn sẽ lao vào. Đàn ông mạnh mẽ thế nào chỉ trọn vẹn khi có người phụ nữ phía sau. I don't know. Surprise. Ông trời đi lạc em ở đây lâu chưa mày. Yeah. Lâu chưa mày. You know. Kể cho mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Vì anh này. Cause girl I need, I need, I need you so. I need you, I need, I need, I need you so. Girl you know, you know, you know. Không có em thì anh sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng là gì. Trời em hạnh phúc quá. Không ngờ là gặp Hiếu ở đây. Là trong dịp mùng 8 tháng 3 và Hiếu rất là vui được gặp mọi người. Hiếu làm âm nhạc thật sự để có mọi người cổ vũ và thật sự cảm ơn mọi người đã đi cùng với Hiếu. Lụa gửi cho Hiếu những cái lời Hiếu được đọc hết và thật sự là Hiếu cảm thấy rất là cảm động. Và thật sự là Hiếu rất là cảm ơn là Lụa theo dõi Hiếu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Hiếu. Và cháu cảm ơn bác Dũng là cũng truyền cảm hứng cho cháu, là kiểu để cho cháu rất nhiều động lực và phấn đấu. Chẳng là gì, sẽ chẳng là gì. Yeah.